Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 595, Con rể Đinh Gia Hiện giờ Lý Thủy Đạo đã âm thầm ở rễ Đinh Gia từ trước, cũng có nghĩa là sau này, khi hắn thăng cấp lên tam giai, chẳng những không bị bốn đại gia tộc kia chèn ép, mà còn được Đinh Gia âm thầm trợ giúp. Trong chút lâu, tướng công, nếu chàng muốn tu luyện công pháp, có thể trực tiếp nói cho ta biết, lần sau khi chàng đến, ta sẽ đưa tận tay cho chàng, chàng không cần phải dùng công huân để đổi nữa. đinh ngọc phượng ôm bả vai lý thủy đạo, lưu luyến không nở buông ra, trong đôi mắt chàng đầy yêu thương nồng đậm. lý thủy đạo ôm vòng eo nhỏ của nàng nói, phượng nhi, ta biết ý tốt của nàng, nhưng ta vẫn muốn dùng công huân để đổi, chỉ khi làm như vậy, lam hoa ảnh mới không nghi ngờ ta. nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của lam hoa ảnh để bảo vệ nàng an toàn đinh ngọc phượng nhẹ nhàng gật đầu trong mắt tràn ngập vui mừng hai người lấy trời xanh làm chứng nguyện luôn giúp đỡ lẫn nhau ngầm trao nhau ước hẹn kể từ giờ phút này dù bên ngoài thiên trì phường cấp dưới của gia tộc lý thị vẫn thuộc về lam gia nhưng trên thực tế bọn họ đã nguyện trung thành với đinh gia rồi bốn đại gia tộc rắc rối phức tạp cũng không biết trong phạm vi thế lực của bọn họ có bao nhiêu thế lực kiểu này ngoại trừ tu luyện lý thủy đạo còn phụ trách quản lý sự vụ của thiên trì phường bởi vậy cứ cách một khoảng thời gian hắn lại định kỳ đi đến ma sát nhai gặp mặt đinh ngọc phượng vài ngày ngoại trừ trao đổi trên phương diện thân thể bọn họ còn có thể thảo luận những chuyện trọng yếu trong tu luyện và tông môn đinh ngọc phượng là đời sau của một đại gia tộc kiến thức hơn xa lý thủy đạo dù tu vi của hai người tương đương nhưng nàng lại có lý giải sâu hơn về tu luyện tu sĩ dung linh cảnh được chia làm ba cấp độ giai đoạn sơ kỳ pháp lực tương dung tu luyện giả có thể hấp thụ pháp lực từ đồng tham làm cho pháp lực của mình dung hợp cùng chúng giai đoạn trung kỳ đạo pháp tương dung tu luyện giả có thể hấp thu đạo pháp từ đồng tham nhằm tăng cường uy lực đạo pháp của mình từ đó tương dung với chúng giai đoạn hậu kỳ pháp thân tương dung tu luyện giả có thể khống chế hết thảy mọi thứ của đồng tham bao gồm cả pháp thân của chúng đinh ngọc phượng vạch ra cho hắn hiểu mục đích của quá trình tu luyện này không chỉ đơn giản là dung hợp với đồng tham dung hợp chỉ là biểu tượng mục đích chân chính là Khống chế, nói cách khác, quá trình tu luyện ở giai đoạn dung linh cảnh là để dung nạp chứ không phải dung hợp. Lấy cao dung thấp, lấy mạnh dung yếu, lấy lớn dung nhỏ. Tu sĩ có được đồng tham cỡ lớn thường sẽ lựa chọn pháp thân tương dung, bởi làm như vậy, có thể gia tăng chiến lực thực tế. Ví dụ như tu sĩ Bích Hải môn hoặc là thần ưng môn, bình thường bọn họ đều sở hữu đồng tham cỡ lớn, một khi pháp thân dung hợp, chiến lực sẽ gia tăng trên diện rộng. Mà đồng tham cỡ nhỏ thậm chí đã hóa thành công cụ thì không cần pháp thân tương dung, bởi vì dù có dung hợp cũng không thể gia tăng chiến lực được, có dung hợp pháp thân cũng không mang đến bất cứ ý nghĩa gì. Ngọc thiềm thừa của Lý Thủy Đạo đã thu nhỏ lại, bạch cốt ma đao của Hạ Nhược Tuyết cũng hóa thành công cụ rồi, nghĩa là hai người bọn họ không cần tiến hành dung hợp pháp thân. Ngoài ra, Đinh Ngọc Phượng còn cho Lý Thủy Đạo nửa phần thượng của tiên thiềm khí. Lại nói, tiên thiềm khí, được chia làm hai bộ phận thái âm và thôn thiên tuy lý thủy đạo đã nhận được bản tiên thiềm khí đầy đủ nhưng lại không thể nói cho người khác biết ngay cả khi đối phương là đinh ngọc phượng bởi vậy để tránh làm người khác hoài nghi hắn đành phải nói dối là mình chỉ tu luyện ngọc thiềm hành khí công mà thôi đinh ngọc phượng đã tự mình tìm cho hắn nửa bộ phận công pháp còn lại của tiên thiềm khí làm như vậy nguồn gốc của cuốn công pháp trong tay lý thủy đạo đã có lời giải thích hợp lý rồi tránh để ngày sau lại gặp phải rắc rối trên phương diện này lý thủy đạo cũng không lo sẽ nợ ân tình của đinh ngọc phượng hắn biết đinh ngọc phượng trả giá càng nhiều thì tình cảm giữa bọn họ lại càng thêm sâu đậm đương nhiên tình cảm vẫn luôn phải xuất phát từ hai phía nếu muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài lý thủy đạo cũng phải trả cái giá nhất định nào đó chẳng qua đinh ngọc phượng vốn là luyện khí đại sư của đinh gia trong kho riêng của nàng ẩn chứa tài phú kinh người. Lý Thủy Đạo chỉ có thể dùng một phương thức khác để báo đáp ân tình của nàng mà thôi hoàng nê thôn. Một mảnh ruộng trồng lúa màu vàng kéo dài đến tận phương xa. Những cây lúa trên cánh đồng đều uống cong lưng, tựa như đang cúi chào mặt đất. Ánh mặt trời chiếu xuống ruộng đồng, rọi lên khuôn mặt tươi cười của nữ hài nhi kim xảo. Nàng năm nay 13 tuổi, vẫn còn vô ưu vô lo, hăng hái chạy nhảy trên đồng ruộng, hưởng thụ tự do và vui sướng đột nhiên, một người cao giọng hô, Kim Sảo, về ăn cơm, Kim Sảo lập tức dừng chân, nhanh nhẹn xoay người chạy về nhà. Nhà của Kim Sảo ở ngay trong thôn, một tiểu viện được bao quanh bởi tường vây, trong sân tràn ngập hơi thở của điền viên. Trong nhà có rất nhiều người, đám huynh đệ tỉ muội của nàng trực tiếp chen chúc thành một đoàn, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng hoan hô, tiếng cười nói. Cơm trắng bóng, thịt khô thơm ngào ngạt, cơm trưa hôm nay đặc biệt phong phú, kim xảo nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng đại ca nhị ca tam ca và tứ ca đều nôn nóng đi tới vây quanh cái bàn tranh nhau cướp đoạt đồ ăn ngon bọn họ xô đẩy lẫn nhau tiếng cười và tiếng la hét tràn ngập trong sân Cốc dáng kim xảo còn nhỏ làm sao tranh được với bốn đại ca tuy nhiên trong bát của nàng lại có bốn miếng thịt khô đều là của bốn ca ca chia cho nàng kim xảo bới một bát cơm ăn thịt khô thơm phức Cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào, ban đêm, Kim Sảo đang ngủ say trên giường đột nhiên mở mắt, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân. Trong lòng vô cùng căng thẳng, nàng cẩn thận đứng dậy, bước về phía cửa phòng của phụ mẫu. Xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ, Kim Sảo nhìn thấy phụ mẫu nhà mình đang ngồi bên giường, trên mặt đầy vẻ sầu lo và mệt mỏi. Mẫu thân khóc lóc nói, Kim Sảo mới 13 tuổi còn chưa trưởng thành, làm sao có thể gả đi phụ thân trầm mặt một lát, mới thở dài nói, phải gả kim xảo đi, chỉ giữ lão đại vào lão nhị ở nhà làm nông nghiệp, kế thừa nông điền, dưỡng lão đưa ma cho chúng ta thôi. Lão Tam và lão Tứ đều phải đưa đến trong thành làm công, nếu không có người thu nhận, thì ở nhà đi khai hoang. Hài tử trưởng thành rồi, sức ăn càng lúc càng lớn, lương thực dự trữ sắp hết. May là mấy năm này đều mưa thuận gió hòa, nếu gặp phải một năm thiên tai, cả nhà chúng ta đều phải chết đói mẫu thân lau nước mắt hỏi có thể đưa cả kim kiều vào thành luôn không phụ thân im lặng một lát mới đáp ngày mai ta sẽ đi hỏi tiết đại huynh xem có thể đưa kim xảo vào thành làm nha hoàng hay không kim xảo nghe lén phụ mẫu nhà mình nói chuyện với nhau sau đó yên lặng quay về phòng ngủ cả đêm thao thức không sao ngủ được sáng sớm ngày thứ hai một thương nhân tên tiết khang phúc đi tới nhà kim xảo người này mặc một bộ y bào bằng tơ lụa hoa lệ trên mặt mang theo nụ cười khôn khéo. Phụ mẫu nhà Kim xảo nhiệt tình chiêu đãi đối phương, bọn họ hy vọng Tiết Khang Phúc có thể đưa hai vị huynh trưởng của nàng cùng vào trong thành tìm kiếm công việc càng tốt hơn. Tiết Khang Phúc hài lòng đánh giá Kim xảo và hai ca ca, lập tức miệng nhận lời, Kim xảo nhìn ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy, chắc chắn có thể trở thành nha hoàng cho gia đình giàu có. Về phần hai vị tiểu huynh đệ này, ai nấy đều rất khỏe mạnh, Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ bọn họ tìm được công việc thích hợp, để bọn họ có thể nuôi sống chính mình. Tiết huynh, vậy làm phiền huynh rồi. Kim phụ lộ vẻ mặt tiếc nuối đưa một cái túi đến. Đây là 30 đồng tiền trong nhà tích góp được, cũng là lộ phí trên đường của ba đứa nhỏ. Tiết Khang Phúc nhận lấy chiếc túi, cảm nhận những đồng tiền nặng trịch trong túi, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Kim Sảo và hai huynh trưởng bị đưa đi mãi cho đến lúc rời khỏi thôn, trên mặt cả ba vẫn còn nguyên vẻ mờ mịt. Ở cổng thôn, cha mẹ, Kim xảo nhào về phía phụ mẫu của mình, cả nhà đều gào khóc. Trong mắt bọn họ tràn đầy lưu luyến, thực sự không nỡ để ba đứa nhỏ rời đi, tới cuối cùng, Tiết Khang Phúc dẫn theo Kim xảo, Kim Phúc và Kim Cường rời khỏi huỳnh nê thôn, bước lên hành trình xa xăm không biết trước. Kim xảo nắm chặt chiếc khăn tay do phụ mẫu đưa tặng nàng, trong lòng tràn đầy nhớ nhung người nhà thần mộc thành một tòa thành trì có gia tộc tu tiên trong truyền thuyết cư trú kim xảo rõ ràng cảm giác được bầu không khí ở nơi này khác với những tòa thành khác nhưng cụ thể là khác ở điểm gì nàng lại không nói ra được nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một bức tường thành cao ngất và những tòa kiến trúc mang phong cách cổ xưa tản ra một luồng khí tức thần bí Hai vị huynh trưởng của Kim Sảo là Kim Phúc và Kim Cường được Tiết Phúc Khang đưa đến tiêu cục, trở thành hai người thợ làm công. Nếu làm tốt, có lẽ sau này hai người bọn họ sẽ trở thành tiêu sư, nhận được một khoản thu nhập xa xỉ. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Kim Sảo. Ngay khi nàng ước mơ mình sẽ trở thành một nha hoàng của một gia đình giàu có, thì Tiết Khang Phúc lại đưa nàng tới ngõ yên hoa liễu. Vấn hoa lâu. Đây là một thanh lâu tú bà cho tiết khang phúc một đồng kim tệ tiết khang phúc thổi nhẹ một hơi rồi xoay người rời đi tiết bá bá nơi này không phải là nhà giàu ta đến đây không phải làm nha hoàng kim xảo lớn tiếng quát đến đây rốt cục nàng cũng hiểu ra mọi chuyện là mình bị lừa gạt rồi đáng tiếc lời nói của nàng không hề có tác dụng hai tên tráng hán đã đi tới đưa kim xảo tiến vào một căn phòng tối đen đó là một căn phòng chứa củi cửa ngoài bị khóa lại kim xảo đưa mắt nhìn căn phòng chứa củi trước mặt nơi này tối tăm mà ẩm ướt có mấy nữ tử khác cũng bị bán đến nơi này đang lẳng lặng ngồi ở trong góc ánh mắt bọn họ lộ ra sự sợ hãi và bất an đối với tương lai của mình không biết đã trôi qua bao lâu đột nhiên cửa phòng củi bị đẩy ra kim xảo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cô nương trẻ tuổi mặc xiêm y hoa lệ đi đến ánh mắt nàng lấp lánh có thần trên lưng cổng theo một cây đại đao với tạo hình khoa trương tú bà hung thần ác sắc lúc trước lại đang ở bên cạnh nàng trên mặt lộ ra vẻ cung kính ánh mắt cô nương trẻ tuổi kia đảo qua tất cả những nữ tử trong phòng củi cuối cùng mới dừng lại trên người kim xảo nàng ấy chỉ vào kim xảo nói nữ nhân này cũng được sau đó nàng đưa cho tú bà kia một đồng tiền ngọc kim xảo lập tức bị mang đi kim xảo được bố trí đến một gia đình giàu có trên cửa viết là thần mục thành lý thị. Ở đây, ngoại trừ học tập, mỗi ngày nàng không cần phải làm gì cả, lại có đồ ăn tinh xảo ngon miệng, cuộc sống vô ưu vô lo. Trong nhà giàu này, còn có rất nhiều nữ hài được Triệu Linh Nhi mua về giống như kim xảo, các nàng được sắp xếp ở trong một khu đại viện thật lớn, mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ. Cô nương dẫn bọn họ tới đây tên là Triệu Linh Nhi. Mỗi ngày, nàng ấy đều ra ra vào vào hẻm yên hoa liễu gần như mỗi lần như vậy đều đưa về một cô nương sàng sàng tuổi nàng. Sáng sớm hàng ngày, sẽ có một nha hoàng đến dạy cho các nàng biết cách thứ rửa mặt, cách thức giao tiếp, cách thức hành lễ mỗi khi nhìn thấy chủ nhân nhà này. Chưa hết, ở nơi này còn có tiên sinh tư thuộc dạy các nàng học chữ, để các nàng ngồi cùng một chỗ chuyên tâm học thuộc lòng kim xảo và nhóm nữ hài khác đều học hành rất nghiêm túc. Nội dung học tập vô cùng nặng nề, nhất là phương diện văn tự. Cũng may tất cả mọi người đều xuất thân là con nhà nghèo, ai nấy đều quyết tâm vô hạn, thậm chí đêm tối cũng chăm chỉ đọc sách trong hoàn cảnh an nhà này, Kim Sảo đã kết bạn với một đám tỷ tỷ muội muội, mọi người ở chung vô cùng hòa hợp. Các nàng cùng nhau chia sẻ mọi vui vẻ muộn phiền, cũng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi chuyện. Các nàng đều cho rằng mình sắp trở thành nha hoàng của gia đình giàu có, hơn nữa còn là loại nha hoàng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ước chừng một năm sau, Triệu Linh Nhi theo chân một nữ tử thần bí mặc áo lụa màu đen đi tới tòa đại viện hùng vĩ này trên người vị nữ tự áo đen ấy tản ra một luồng khí tức khủng bố làm người ta hít thở không thông dù nàng mỉm cười kim xảo cũng cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề đến nghẹt thở vị này là chiêu nghi tôn thượng triệu linh nhi cao giọng giới thiệu đám nha hoàng trong sân đều đứng thành một hàng cúi đầu chào vị nữ tự áo đen kia hạ nhược tuyết hài lòng gật gật đầu linh nhi một năm nay ngươi đã vất vả rồi đồ nhi có thể đỡ đần chia sẻ với sư tôn đó là vinh hạnh của đồ nhi triệu linh nhi cung kính trả lời không tệ hiện giờ có thể dạy các nàng tu hành rồi nhưng người chúng ta muốn bồi dưỡng chính là cao thủ của ám đường mà không phải bồi dưỡng một đám thị nữ tu hành chú trọng ở tâm tính hiện tại chính là thời điểm để cho các nàng hiểu rõ sự tàn khốc của tu tiên giới nếu không thể chịu đựng được khảo nghiệm liền đưa trở về thanh lâu Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói. Trong mắt Triệu Linh Nhi lóe lên một tia kiên định, nàng đã hiểu ý của sư tôn. Ám đường của Thiên Trì Phường là một tổ chức chính thống, hoàn toàn nghe lệnh của sư tôn Hạ Nhược Tuyết và phường chủ lý thủy đạo. Vì thế, sư tôn đã trúc rất nhiều tâm huyết vào tổ chức này, mỗi một thành viên đều trải qua quá trình sàng lọc tuyển chọn nghiêm khắc, chỉ những người đã trải qua khảo nghiệm mới có thể nhận được tài nguyên tu hành cuồn cuộn không ngừng, đại viện học đường, gia tộc Lý Thị, Thần Mộc Thành. Nơi này đã từng là học đường bồi dưỡng tộc nhân dòng chính của gia tộc Lý Thị. Về sau, thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Lý Thị đều dời đến Thiên Hạt Cốc, nơi này cũng trở nên trống trải, bây giờ nó đã trở thành căn cứ cho Lý Thủy Đạo huấn luyện đệ tử ám đường rồi. Để che giấu tai mắt của người khác, ngay cả tộc trưởng Lý Thủy Hồng cũng cho rằng Lý Thủy Đạo dùng khu đại viện này để bồi dưỡng một đám thị nữ thiếp thân cho mình mà hoàn toàn không nghĩ tới hắn muốn dựa vào nơi đây để phát triển thế lực. Ngay cả những nữ tử trong học đường này cũng không biết số phận mà bản thân sắp phải đối mặt. Một ngày này, Triệu Linh Nhi cõng trên lưng một cái bao tải nặng nề, dường như bên trong có đựng khá nhiều đồ đạc. Xếp hàng đến nhận. Triệu Linh Nhi giọng giạc nói. Những nữ tử trong học đường lập tức xếp hàng theo thứ tự, đi lên nhận. Vì sao lại phát giao găm cho chúng ta, thật là sắc bén, Lưỡi đao đã được mài vô cùng sắc bén. Nàng muốn chúng ta học cách gọt hoa quả sao, rất nhiều thị nữ đều xì xào bàn tán, thậm chí còn cầm dao, bắt đầu chơi đùa, nghịch ngợm. Xếp hàng điểm danh. Đã phát xong công cụ, Triệu Linh Nhi lại nghiêm túc ra lệnh. 30 nữ tử bắt đầu ngay ngắn điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5, 36. Triệu Linh Nhi chăm chú nhìn 36 nữ tử trẻ tuổi trước mặt, sau đó nghiêm túc nói. Bây giờ, trên tay mỗi người đều có một thanh chủy thủ rồi, ta sẽ dạy các ngươi cách sử dụng nó. Rút ra, đâm vào. Triệu Linh Nhi trực tiếp rút một cây chủy thủ ra, vung tay một cái, ung dung đâm vào cọc gỗ bên cạnh, dễ dàng chọc ra một lỗ thủng trên cọc gỗ nọ. Dao găm là hung khí, đáng tiếc nó quá ngắn. Triệu Linh Nhi nói xong, lại dơ thanh tứ diện quỷ vương đao của mình lên so sánh với chiếc dao găm, thể hiện rõ sự đối lập hoàn toàn của hai thứ này so với quỷ vương đao khổng lồ thì thanh chủy thủ kia giống hệt một que tâm. Không ít nữ hài đều nở nụ cười. Sắc mặt triệu Linh Nhi vẫn cực kỳ nghiêm túc, các ngươi phải nhớ kỹ, tuy chủy thủ ngắn, nhưng rất dễ che giấu. Các ngươi phải giấu nó đi, chẳng hạn như giấu dưới chân. Chỉ khi kẻ địch cho rằng các ngươi là loại nữ tử yếu đuối, tay không tất sắc, các ngươi mới có cơ hội đâm cho đối phương một kích trí mạng. Chúng ta phải đi giết người ư. Một nữ tử sợ hãi hỏi. Triệu Linh Nhi lạnh lùng nhìn nàng, sau đó cười lạnh nói, "Không. Các ngươi là thị nữ, nhiệm vụ của các ngươi là châm trà rót nước, quét dọn phòng ốc, hầu hạ chủ nhân, đương nhiên không cần ra trận giết địch." Lời này lập tức làm 36 nữ tử thở vào nhẹ nhõm một hơi. "Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi tới Thiên Trì phường. Có lẽ trên đường sẽ gặp phải sơn tặc, nếu đối mặt với sơn tặc các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Triệu Linh Nhi nghiêm túc nhìn mọi người, trực tiếp đặt câu hỏi. Không có ai tới bảo vệ chúng ta sao? Một thị nữ run rẩy hỏi. Không có. Triệu Linh Nhi nghiêm nghị quát, làm cho thị nữ kia sợ tới mức rụt cổ lại. Nếu gặp phải sơn tặc cướp bóc, các ngươi sẽ quỳ gối, dập đầu xuống đất xin chúng tha cho ư. Hay lột sạch quần áo, cam tâm bị chà đạp. Hay giấu dao găm đi, đợi đến lúc sơn tặc làm chuyện xấu với các ngươi các ngươi dứt khoát rút dao găm ra đâm vào thắt lưng bọn chúng tất cả đều do các ngươi tự mình lựa chọn triệu linh nhi lạnh lùng nói ta chúng ta sẽ không gặp phải sơn tặc thật chứ một thị nữ nhỏ giọng hỏi triệu linh nhi lộ ra một nụ cười lạnh khó mà nói được ta lặp lại lần cuối thủy thủ mạnh mẽ ở điểm nó có thể ẩn giấu có thể xuất ra một đòn công kích trí mạng ở thời điểm địch nhân không thể ngờ nổi. Đây là đặc điểm mà đau thương kiếm kích không có, các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Sáng mai sẽ lên đường, các ngươi có một ngày để luyện tập sử dụng trụy thủ. Triệu Linh Nhi nói xong, lập tức xoay người rời đi. Kim xảo nắm chặt thanh trụy thủ nặng trịch trong tay, hàng quan trên thanh trụy thủ lóe sáng trong lòng bàn tay nàng, chiếu rọi khuôn mặt căng thẳng của nàng. Một năm qua, Kim xảo đã sống cuộc đời an nhàn, đã hưởng thụ cẩm y ngọc thực, chẳng những trên mặt đã trở nên phúng phính đáng yêu, ngay cả bộ ngực bằng phẳng bên dưới cũng nảy nở hơn trông thấy. Nàng buông thanh chủy thủ trong tay xuống, vẻ mặt nặng nề. Ngay sau đó, nàng lập tức vung chủy thủ lên, hàng quang của lưỡi dao bắn ra bốn phía, trực tiếp cắt qua không khí. Ngày thứ hai, bốn cỗ xe lớn bắt đầu xuất phát từ thần một thành, trên mỗi chiếc xe đều có chín nữ tử dung mạo xinh đẹp, các nàng đa mặc phục sức hoa lệ tựa như những đóa hoa đang kỳ nở rộ. Triệu Linh Nhi đeo một thanh đao thật lớn trên lưng, cưỡi một con tuấn mã, tư thế hiên ngang dẫn đường ở phía trước. Triệu tỷ tỷ thật là tuấn tú. Đúng vậy, nếu ta cũng có tư thế oai hùng hiên ngang giống như Triệu tỷ tỷ, coi như cuộc đời này thật đáng giá rồi. Đừng mơ mộng hảo huyền nữa, chúng ta là thị nữ, phải đi hầu hạ chủ nhân. Nếu là thị nữ, vì sao lại phát giao găm cho chúng ta, đương nhiên là để đối phó với sơn tặc rồi. Ha 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 ha, ta đã hỏi quản sự của Lý Gia rồi, bọn họ thường đi qua con đường này, nơi đây đã sớm không còn sơn tặc nữa. Không sai, đây là cờ xí của Lý Gia, ai dám đánh cướp bọn họ đúng là muốn chết, đám nữ tử trò chuyện với nhau, ai nấy đều cười nói khanh khách. Mà trong lúc các nàng đang lơ đảng, Triệu Linh Nhi đã cưỡi khoái mã lặng yên rời đi rồi bốn chiếc xe ngựa được mã phu điều khiển, bắt đầu đi vào một con đường núi hẻo lánh sơn đạo càng ngày càng trở nên vắng vẻ hoàn cảnh chung quanh cũng càng ngày càng trở nên âm trầm dường như cây cối rậm rạp xung quanh đã che khuất bầu trời thời gian dần qua nhóm nữ tử trên xe không còn dám nói gì nữa các nàng cảm nhận được bầu không khí cực kỳ ngột ngạt xung quanh trong lòng dâng lên một tia bất an chẳng mấy chốc xe ngựa đã dừng lại mã phu nhảy xuống xe lập tức quay người bỏ chạy nhanh chóng biến mất trong rừng cây rậm rạp đã xảy ra chuyện gì vậy vì sao bọn họ lại chạy không có ai điều khiển xe ngựa chúng ta nên làm cái gì bây giờ phía trước đã hết đường rồi các nữ tử kinh hoảng vô cùng bọn họ vội vàng xuống xe trên mặt tràn ngập bất lực và sợ hãi đúng vào thời điểm ấy đột nhiên trong rừng xuất hiện một đám người gương mặt ai cũng cực kỳ hung dữ còn cầm theo đại đao sắc bén trong tay nhìn thấy đám nữ tử mảnh mai này vẻ mặt cả đám người lạ mặt đều thay đổi trở nên mừng rỡ như điên Ha ha ha, ha, đúng là người nọ không có lừa gạt chúng ta, nơi này lại có nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Các huynh đệ, hôm nay mỗi người một nàng, nhất định phải làm cho đối phương máu chảy thành sông. Ha ha ha, nhất định phải làm đến máu chảy thành sông. Các huynh đệ cướp thôi, ha 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 ha, đám tráng háng há miệng cười điên cuồng, ánh mắt tham lam không thèm che giấu, trực tiếp quét qua người nhóm nữ tử xinh đẹp trước mắt. Có vài nữ tử quá mức kinh hoảng thất thố, muốn chạy trốn nhưng rất nhanh đã bị đám tráng hán kia đè ngã xuống đất vô lực giãy giụa sau đó bị kéo vào trong rừng cây rậm rạp một đám sơn tặc cười ha ha trực tiếp xông lên bắt lấy cô nương xinh đẹp lọt vào mắt mình sau đó kéo các nàng vào chỗ sâu trong rừng cây làm những chuyện không thể cho người khác biết tiếng thét chói tai của những nữ tử một mực quanh quẩn trong núi rừng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi kim xảo đang kinh hoàng chạy trốn đột nhiên cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại túng chặt lấy nàng. Nàng hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy một tên sơn tặc có dáng người khôi ngô trực tiếp xuất hiện trước mắt. Gã mặc một bộ giáp da dày, cơ bắp trắng chắc, như thể mỗi một khối cơ bắp trên người đều được đúc từ sắt théo, lông tóc toàn thân rậm rạp, tản ra khí tức giả tính, ngang tàn. Bộ trường sam màu xanh lục trên người kim xảo dễ dàng bị xé rách trong tay sơn tặc, để lộ ra thân hình xinh đẹp, làn da trắng như tuyết bên trong, nàng cắn chặt đôi môi, ẩn sâu trong ánh mắt là sự kiên cường. Tên sơn tặc kia bật cười hắc hắc, trong ánh mắt lộ ra một chút hứng thú tà ác, cô nàng bướng bỉnh này, nhìn ngươi thật là tươi ngon mọng nước, xem ra hôm nay ta phải từ từ hưởng thụ một phen. Kim xảo cắn chặt đôi môi, một câu cũng không nói, để mặc cho tên sơn tặc kia đè mình xuống đất, lại tùy ý để cho bàn tay thô ráp của gã vuốt ve thân thể mềm mại như nước của mình rất đau, a à. Kim xảo không nhịn được, lớn tiếng kêu to. Rất nhanh, quá trình xoa bóp kia đã dừng lại, tên đại hán kia đang cởi quần mình. Kế tiếp cả muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Nàng sắp bị xâm phạm, tại khoảnh khắc nguy cấp này, Kim xảo lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nàng nghĩ tới thanh chủy thủ đã được mình giấu ở mắt cá chân. Cũng may, nàng đã giấu con dao găm ấy ở chỗ mắt cá chân, những tên nam nhân thô lỗ này căn bản không kịp cởi giày của nàng chỉ biết điên cuồng xé rách y phục trên người nàng nếu giấu dao găm ở bên hông hoặc ở trong y phục đã sớm bị gã phát hiện ra rồi dao găm tuy ngắn nhưng dễ che giấu chỉ cần có thể đánh ra một kích trí mạng thì nó chính là hung khí mạnh nhất trong mắt kim xảo lóe lên vẻ tàn khốc nàng trực tiếp nhào lên nam nhân trước mặt tên sơn tặc kia nhìn thấy một cô nương yểu điệu trong mắt đầy lệ đang nhào về phía mình sao gã có thể từ chối được, mà ai sẽ phòng bị trong tình huống thế này, nhưng chính là lúc này, kim xảo thuận tay rút thanh chủy thủ được giấu ở mắt cá chân trong giày ra, cầm ngược thanh chủy thủ kia, hung hăng đâm một đao xuống sau lưng gã. Rất nhẹ nhàng, con dao găm cực kỳ sắc bén. Một đao trực tiếp đâm vào eo. Rõ ràng là thân thể tên sơn tặc kia vừa thoáng trung lên, gã ý thức được điều gì, chỉ biết đưa gương mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía kim xảo sau đó gã kêu lên tiếng kêu kia giống như đang khóc đang cầu xin tha thứ nhưng đương nhiên kim xảo không định buông tha cho gã cổ tay nàng dùng sức trượt thanh chủy thủ từ phía sau lưng đến trước mặt gã trực tiếp cắt thành một vòng tròn một đao này lướt đi toàn bộ ruột ở vòng eo đều bị cắt đến triệt triệt để để a à, tên sơn tặc kia phát ra một tiếng kêu thê thảm đó là tiếng kêu thê lương nhất chỉ phát ra trước khi chết Kim xảo vẫn chưa định buông tha cho gã. Từ lúc còn ở Hoàng Nê Thôn, nàng đã là nữ hài rất giả tính rồi. Rút dao găm ra, lại đâm xuống. Một đao, hai đao, ba đao, đao nào đao nấy đều cắm thật sâu vào thân thể, máu tươi văng ra khắp nơi. a, à, Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên khắp núi rừng. Cách đó không xa, một tên sơn tặc vừa cởi sạch y phục trên người một nữ tử, mới sách thương lên định hành sự, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn gã ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh trong nháy mắt tiếp theo lồng ngực chợt lạnh tên sơn tặc nọ cúi đầu nhìn xuống một thanh chủy thủ đã cắm vào lồng ngực của gã trực tiếp đâm rách trái tim bên trong vào khoảnh khắc đó nữ tử nhìn như nhu nhược vừa rồi lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn a à, tiếng kêu thảm thiết của đám sơn tặc liên tiếp vang lên khắp nơi hiển nhiên là trong cánh rừng này không chỉ có một, hai nữ nhân quyết liệt rút dao găm giấu kín trong người ra đâm chết sơn tặc, dù có một vài tên sơn tặc đã đạt được mục đích, nhưng đứng trước làng ranh sống chết, bọn họ đã không còn một chút hứng thú nào đối với những nữ nhân này nữa rồi, đã sớm mất đi dục vọng ban đầu, nhưng đến khi đám sơn tặc nọ phục hồi lại tinh thần, cả đám mới phát hiện những nữ nhân kia chỉ đơn giản là dùng con dao găm được giấu trong giày để giết người, ai nấy đều. Giận không thể ác, trực tiếp nhất đại đao lên, muốn chém những nữ nhân này trước mắt thành thịt vụn. Những nữ tử vừa còn hăng hái phản kháng, hiện giờ mỗi người đều nắm chặt một con dao găm ngắn ngủn trong tay, tựa vào nhau, đối mặt với một đám sơn tặc như lan như hổ, dường như không có một chút lực phản kháng nào. Ha 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 ha, mấy cô nàng bướng bỉnh kia, các ngươi nhìn xem thứ các ngươi lấy ra là cái gì vậy? Muốn chém người phải cầm đại đao. Thủ lĩnh sơn tặc cầm một thanh cương đao trong tay, nhe răng cười nói đúng vào lúc này, một nữ nhân phóng ngựa đến. Nàng cầm trong tay một thanh đại đao to như ván cửa. Đại đao vung lên, một đao liền chém tên thủ lĩnh kia thành hai nửa. Trong mảnh rừng rậm âm u, huyết nhục bay tứ tung, hết thảy đều rơi vào hỗn loạn, chỉ có một mình Triệu Linh Nhi cầm tứ diện quỷ vương đao trên tay, phóng ngựa chạy băng băng tới, mạnh mẽ vung đao lên, hung hăng chém xuống. dáng người nàng cao ngất, mỗi một lần vung đao đều kéo theo một mảnh đao quan sắc bén, dắt đám sơn tặc bên dưới đến kêu cha gọi mẹ. Nữ tử xinh đẹp thúc ngựa dương đao, tư thế hiên ngang, không ai địch nổi. Trường đao chém tới, huyết nhục tung bay, trên chiến trường đều là mùi máu tanh nồng nặc. Ba mươi mấy nữ tử với bộ y phục rách nát không che nổi người, đang run rẩy đứng chung một chỗ, bàn tay cầm chặt thanh chủy thủ ngắn ngủn không ngừng run run rẩy rẩy, trên người đầy những dấu bầm xanh và vết thương rỉ máu, có người mặt đầy nước mắt, có người ánh mắt kiên định gần như tất cả mọi người đều bầm tím toàn thân, có người bên trên chảy máu, có người bên dưới chảy máu, có người không biết phải làm sao, mặt mũi rối bời, thân thể đang không ngừng run rẩy, có người lại lộ ánh mắt hung tàn, đã bị cảnh tượng bên ngoài kích phát ra hung tính. Triệu Linh Nhi cầm đại đao trong tay, ánh mắt kiên định chỉ về phía Kim Sảo, tức giọng đầy lạnh lùng, hà khắc, ngươi đi ra, Kim Sảo ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Triệu Linh Nhi. Ngươi cũng ra đây. Triệu Linh Nhi lại chỉ một nữ tử khác. Kim Sảo là người đầu tiên giết chết Sơn Tặc, mà nữ tử kia chính là người thứ hai. Bởi lúc bình thường, Triệu Linh Nhi vốn chẳng quan tâm đến những người này, nên ngay cả tên bọn họ là gì nàng cũng không biết. Ngươi ngươi và ngươi, đi ra. Triệu Linh Nhi lại chỉ về phía bảy người còn lại. Tổng cộng có chín nữ tử đi tới bên cạnh nàng. Trên tay chín nữ tử này đều dính máu Sơn Tặc. Vẻ mặt các nàng đầy khẩn trương, nhưng không hề lùi bước. Triệu Linh Nhi lấy ra chín bộ y phục màu đen từ trên lưng ngựa, ném cho các nàng, để các nàng tự khoác lên người. Mặc vào, đi theo ta. Triệu Linh Nhi trực tiếp ra lệnh, không cho phép nghi ngờ. Đám người kim xảo vội vàng mặc y phục lên người, liền theo Triệu Linh Nhi rời đi. Nhìn thấy các nàng muốn đi, hai mươi mấy nữ tử còn lại lập tức trở nên luống cuống. Triệu tỷ tỷ, còn chúng ta thì sao? Có người rung giọng hỏi, trong mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi triệu linh nhi quay đầu nhìn về phía các nàng ánh mắt có mang theo một chút thương hại trong giọng nói lại lộ ra một tia dịu dàng các ngươi hãy quay về thần một thành đi nghe được tin tức này các nàng đều vui đến phát khóc bọn họ cho rằng mình có thể trở lại khu đại viện bên trong thần một thành tiếp tục sống trong cẩm y ngọc thực nhưng trên thực tế ngay khi quay lại nơi ấy các nàng sẽ bị đưa vào thanh lâu Lý Gia sẽ không bao giờ quan tâm tới các nàng nữa, vậy chúng ta thì sao? Đột nhiên Kim Sảo dũng cảm mở miệng hỏi. Triệu Linh Nhi đưa mắt nhìn Kim Sảo, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, chính người các ngươi sẽ theo ta đến thiên trì phường. Chính người Kim Sảo yên lặng theo Triệu Linh Nhi rời đi. Đúng vào lúc này, có một đám người rời khỏi cánh rừng, người cầm đầu là quản sự của thần một thành Lý Gia, những người còn lại đều mặc trang phục chỉnh tề của quản gia quản sự dẫn theo đám người nọ đi đến, mặc y phục cho hai mươi mấy nữ tử rách rưới kia, rồi đưa các nàng rời đi. Hành động này tràn đầy ấm áp và quan tâm, làm cho những nữ tử còn lại cảm nhận được một tia an ủi và hy vọng. Các nàng cũng yên lặng đi theo những quản sự này rời đi, tại một khu vực ẩn sâu trong cánh rừng rậm tĩnh mịch, chính nữ tử nhóm kim xảo mặc y phục màu đen chỉnh tề, chắp hai tay sau lưng, đứng thành một hàng. Ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá chiếu lên người các nàng, làm nổi bật lên khuôn mặt tuy non nớt mà kiên nghị. Triệu Linh Nhi ngồi trước mặt Kim Sảo, ánh mắt lạnh lùng lại sắc bén, trong giọng nói để lộ ra một luồng khí thế uy nghiêm không cho phép nghi ngờ, đưa chủy thủ cho ta. Kim Sảo lập tức xoay người rút con dao găm đang giấu trong giày ra, đưa nó cho Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhận lấy thanh chủy thủ, dùng một thanh chủy thủ khác khắc ba đao lên thanh chủy thủ của Kim Sảo, rồi trả nó lại cho nàng. Trong mắt Kim xảo lóe lên một tia thấu hiểu, nàng nhận ra ba vết khắc này, đó là số 004. Triệu Linh Nhi lại khắc mấy nét lên thanh trụ thủ của nữ tử thứ hai, sau đó là số 005, mãi cho đến số 012. Mỗi một lần khắc số như vậy, bàn tay Triệu Linh Nhi đều thao tác cực kỳ chính xác và thuần thục, giống như đang khắc ấn ký vận mệnh vậy. Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, từ bây giờ trở đi các ngươi đã chính thức trở thành một thành viên của thiên trì phường ám đường con số trên chủy thủ chính là danh hiệu của các ngươi chủ thượng sẽ không nhớ tên của các ngươi chỉ nhớ danh hiệu của các ngươi các ngươi phải nhớ kỹ danh hiệu của mình danh hiệu này chính là cái tên mới của các ngươi đã hiểu chưa giọng nói của triệu linh nhi lại lạnh lùng mà kiên định vang lên đã hiểu chúng nữ đồng thanh trả lời trong giọng nói của các nàng để lộ ra một mảnh chờ mong và quyết tâm đối với tương lai sắp tới. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hiện giờ các ngươi có thể hỏi. Triệu Linh Nhi lại nói, ánh mắt của nàng đảo qua mỗi một vị nữ tử trước mắt, bên trong để lộ ra một tia chờ mong. Thiên trì phường ám đường là tổ chức tu tiên sao? Giọng nói của không một không mang theo một chút hiếu kỳ và khát vọng lập tức vang lên. Triệu Linh Nhi gật gật đầu, là tổ chức tu tiên, các ngươi sẽ được học tập công pháp tu tiên, nắm giữ sự huyền bí của tiên pháp. nhóm nữ tử nghe được tin tức này, trong mắt lập tức lóe lên quan mang hưng phấn. các nàng đã ở trong gia tộc lý thị một đoạn thời gian, cũng không xa lạ với thế giới của tu tiên giả. vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi mà bản thân cũng có thể trở thành tu sĩ cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn không thôi, kích động không kể. nhưng vì sao chúng ta lại bắt đầu từ 004? Kim xảo không nhịn được lập tức mở miệng hỏi, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì ta chính là 003. Thanh âm đầy lạnh lùng mà kiên định của Triệu Linh Nhi lại vang lên, muốn được người ta nhớ tên thì phải có đủ thực lực, bằng không chỉ có danh hiệu mà thôi. Vậy ai là 001? Có người buộc miệng hỏi, các nàng thực sự khát vọng được tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn. 001 chính là sư tôn hạ nhược tuyết của ta, cũng là chiêu nghi tôn thượng của các ngươi. Triệu Linh Nhi giải thích. Vậy người nào là 002? Lại có người hỏi. Cúc Mục Cẩm, các ngươi còn chưa gặp nàng, nhưng đến Thiên Trì Phường, nàng sẽ dạy cho các ngươi kỹ xảo truyền tin bí thuật và ám sát, cũng trực tiếp truyền thụ tiên pháp cho các ngươi. Trong giọng nói của Triệu Linh Nhi chứa đầy kính để đối với Cúc Mục Cẩm. Chúng ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của 001 sao? 007 đặt câu hỏi, giọng điệu mang theo một tia lo lắng. Triệu Linh Nhi gật gật đầu, không sai, ám đường có một quy củ, đó là số lớn phải nghe lệnh của số nhỏ, mà tất cả mọi người, bao gồm cả 001, đều phải nghe lệnh của chủ nhân, cũng chính là số 0. Kim xảo nuốt nước miếng, trong lòng tràn ngập sùng bái hỏi, vậy số 0 là ai? Triệu Linh Nhi đưa mắt nhìn các nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng thần bí, sau khi đến thiên trì phường, các ngươi sẽ gặp số 0 người là chủ nhân của chúng ta cũng là người sẽ trợ giúp các ngươi mở ra con đường tu hành các ngươi còn vấn đề gì không triệu linh nhi hỏi lại lần nữa trong mắt nàng để lộ ra sự mong đợi và tín nhiệm đối với những nữ tử trước mặt chúng nữ lắc đầu các nàng đã yên lặng tiếp nhận thân phận và sứ mạng mới của mình rồi đến đây đột nhiên sắc mặt triệu linh nhi lại thay đổi trở nên nghiêm khắc mà hung ác kinh người thậm chí trong giọng nói của nàng còn mang theo một chút hàng ý lạnh như băng đầy mùi vị cảnh cáo danh hiệu của các ngươi cùng với tất cả những lời chúng ta vừa nói đều là bí mật tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài ai dám tiết lộ ra ngoài sẽ bị đại đao chém chết các ngươi phải nhớ kỹ chỉ khi được che giấu kỹ càng con dao găm trong tay các ngươi mới có thể giết chết người nếu cầm trên tay thưởng thức chúng sẽ trở thành một món đồ trang trí không có uy lực ám đường coi trọng nhất là chữ ám ai dám tiết lộ bí mật người đó chắc chắn phải chết hiểu chưa hiểu rồi chúng nữ đồng thanh trả lời trong giọng nói của các nàng đều ẩn chứa sự tán thành và kiên định đối với quy củ vừa rồi triệu linh nhi gật gật đầu lại nhanh chóng dẫn các nàng rời khỏi rừng rậm đi tới con đường bên ngoài có một chiếc xe ngựa cùng với xa phu đang chờ sẵn trên đường cái trong ánh mắt của người phu xe để lộ ra cảm giác kính sợ đối với những nữ tử này ánh mắt ấy hoàn toàn khác với cái nhìn dành cho thị nữ hoặc hạ nhân. Chúng nữ lên xe ngựa, chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động, chạy về phía thiên trì phường. Triệu Linh Nhi cưỡi tuấn mã, một mực đi theo xe ngựa. Lần này, chiếc xe ngựa đi thẳng một đường, thông suốt không trở ngại, thuận lợi đi tới thiên trì phường. Đến đây, chính nữ tử xuống xem, theo Triệu Linh Nhi đi bộ lên núi, trên đường đi, Triệu Linh Nhi mở miệng dò hỏi, nếu có người hỏi các ngươi từ đâu tới, muốn đi nơi nào, đến nơi đó để làm gì, các ngươi nên trả lời ra sao, chúng nữ chỉ trầm mặt không nói. Triệu Linh Nhi trực tiếp chọn một cái tên, 004, ngươi trả lời đi. Vừa nghe đến tên mình, 004 lập tức mở miệng nói, chúng ta là thị nữ của gia tộc Lý Thị ở thần một thành, đến thiên trì phường hầu hạ chư vị lão gia, những chuyện khác chúng ta không biết. Triệu Linh Nhi hài lòng gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lại tiếp tục nói, tất cả nhớ kỹ, khóa học đầu tiên của ám đường chính là biết cách che giấu, che giấu thân phận, mục đích của bản thân giống như thanh chủy thủ trên người các ngươi vậy. Chỉ trong nháy mắt chuẩn bị giết người, rút nó ra mới có bi lực, nếu không, dùng chủy thủ đâu được sản khoái như đại đao. Triệu tỷ tỷ, chúng ta đều hiểu cả rồi. Chúng nữ đồng thanh trả lời. Triệu tỷ tỷ, lúc nào chúng ta mới được tu hành, Triệu Linh Nhi liếc nữ tử vừa đặt câu hỏi một cái, khẽ mỉm cười nói, đừng có gấp, trong vòng một tháng, các ngươi đều có thể bước lên con đường tu hành. Còn bây giờ, phải theo ta đến thiên trì phương nhạc lâu gặp cúc mục cẩm 002 một chút. Khi có người ngoài ở đây, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện tu hành, càng không được nhắc tới ám đường. Đã hiểu. Chúng nữ đồng thanh nói, trong ánh mắt của các nàng đều lộ ra một mảnh chờ mong và hưng phấn đối với tương lai. Đúng lúc này, mọi người được nhìn thấy cánh cửa lớn bên ngoài thiên trì phường, nó hùng vĩ mà đồ sộ, một mực tản ra khí tức trang nghiêm. Có mấy tên tu sĩ đang canh giữ tại cửa lớn, làm nhiệm vụ kiểm tra tất cả những người tiến vào nơi đây. Triệu Linh Nhi dẫn theo chính nữ tử đi tới cửa vào, thủ vệ ôm quyền nói với Triệu Linh Nhi, Triệu cô nương, bọn họ là, Triệu Linh Nhi mỉm cười nói, bọn họ là thị nữ được thần một thành phái tới. Chính nữ tử cùng hành lễ, cung kính nói, xin chào công tử. Mấy vị tu sĩ nọ lập tức cho các nàng đi qua. Nhóm 10 người Triệu Linh Nhi lại tiếp tục hành trình, đi tới nhạc lâu. Triệu Linh Nhi dẫn theo chín người gặp được cúc mục cẩm ở bên trong nhạc lâu, trên người cúc mục cẩm mặc một bộ y phục bằng tơ lụa màu trắng, đang nhàn nhã gãy đàn tranh. Nhạc khúc ưu mỹ động lòng người, như nước suối chảy xuôi trong núi. Nàng nói xong, chính nữ tử đứng trước mặt cúc mục cẩm lập tức mở miệng giới thiệu theo thứ tự. 004, 005, 006, 012 Tham kiến cúc phu tử Các nàng đồng thanh nói Cúc mục cẩm gật gật đầu, mỉm cười nói Nếu có người ngoài ở đây, cứ nói tên của mình như bình thường Tuân mệnh Các nữ đồng thanh trả lời Các ngươi đi đường mệt nhọc, vất vả rồi, hãy vào ăn cơm trước đã cúc mục cẩm thân thiết nói một bàn đồ ăn phong phú đã được dọn sẵn tại đại sảnh của nhạc lâu mùi thơm xông vào mũi làm người ta thèm muốn nhỏ giải cúc mục cẩm và triệu linh nhi cũng đi vào các nàng cùng nhau ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ bữa thịnh yến này đồ ăn tinh xảo tuyệt vời còn tinh xảo gấp trăm lần những món đồ ăn các nàng được ăn ở thần một thành chúng nữ ngồi vây quanh một chỗ cười nói nhẹ nhàng hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này trong lúc dùng cơm, các nàng cùng trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau, cũng như chia sẻ những khát khao và mơ ước đối với chuyện tu hành. Một bàn đồ ăn phong phú này, không chỉ lấp đầy cái bụng của các nàng, càng tẩm bổ tâm linh của các nàng. Sau khi nhóm nữ tử dùng cơm xong, Cúc Cẩm một lập tức chia những gian phòng độc lập cho các nàng. Trên tường có treo những tấm bảng gỗ ghi danh hiệu của mỗi người, từ 004 đến 005, một mực kéo dài đến 012, sắp xếp theo thứ tự, những gian phòng này sẽ trở thành nơi các nàng tu hành trong tương lai, tuy không lớn, nhưng lại là không gian độc lập của mỗi người. Kim xảo đẩy cửa phòng của mình ra, trong phòng tràn ngập một luồng khí tức tươi mát. Trên giường được trải sẵn đệm chăn trắng nõn, trên mặt có đặt một bó hoa tươi. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, để lại một vệt sáng ấm áp. Ở trong này, nàng cảm nhận được một loại vinh quang đặc thù, nó đánh dấu cho thân phận của nàng ở trong ám đường, đó cũng chính là danh hiệu được người ta tỉ mỉ khắc lên chiếc bảng treo bên ngoài cửa phòng. Sau đó, chúng nữ được mời đến bồn tắm phía sau tiểu viện. Hậu viện của nhạc lâu có một cái ao tắm, nước suối róc ra róc rách chảy vào trong ao, nước ao trong suốt, có thể nhìn xuống đáy, kim xảo cởi bộ y phục trên người xuống, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Độ ấm vừa vặn, nước hồ trong vắt lóe lên một tia sáng nhạt dưới ánh mặt trời nàng cảm nhận được giọt nước nhẹ nhàng lướt qua da thịt, tựa như một chút yên tĩnh và thoải mái đang chảy xuôi tận đáy lòng. Nàng nhìn thấy cúc mục cẩm và triệu linh nhi cũng cởi y phục trên người xuống, nhảy vào trong nước, các nàng vui vẻ chơi đùa, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh và thả lỏng này. Kim Sảo chú ý thấy trên bụng của Triệu Linh Nhi và Cúc Mục Cẩm đều có một sợi màu đỏ, nhìn như ký hiệu. Dường như sợi dây đỏ này có ý nghĩa đặc thù của mình, Nàng rất muốn biết lai lịch và ý nghĩa của nó sau thời gian tắm rửa, chúng nữ lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Kim xảo nằm trên giường, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu nàng nhớ tới cảnh tượng bản thân chém giết cùng sơn tặc trong rừng, nhớ tới khoảnh khắc Triệu Linh Nhi không ngừng cường điệu về hành động che giấu dao găm, cả một sợi dây đỏ dưới bụng bọn họ, dường như thứ này tượng trưng cho thân phận và sứ mạng của hai người ấy, nàng khát vọng có được nó. Nàng tưởng tượng ra con đường tu hành của chính mình trong tương lai, cõi lòng lại tràn ngập chờ mong và khiêu chiến nàng muốn nỗ lực tu luyện muốn trở thành một tu tiên giả chân chính ngày hôm sau chính người họa sĩ tiến vào nhạc lâu vẽ chân dung cho chính nữ tử kim xảo mặc một bộ trang phục lộng lẫy khí chất nội liễm ngồi trước mặt họa sĩ họa sĩ cầm bút vẽ nhanh chóng chớp được dung nhang và khí chất của nàng buổi chiều chính bức tranh mỹ nữ đã được đưa đến thư phòng của phường chủ thiên trì phường kim Sảo tưởng tượng ra biểu cảm của phường chủ lúc ngài nhìn thấy chân dung của nàng hy vọng dung nhan của mình có thể lưu lại trong lòng ngài một ấn tượng sâu sắc. Lúc chạng vạn tối, sau khi chúng nữ cùng ăn cơm tối xong, Cúc Mục Cẩm lập tức mở miệng tuyên bố, đúng nửa đêm nay, 004 sẽ đi gặp chủ nhân, buổi tối ta, Triệu Linh Nhi và 004 sẽ cùng nhau tắm rửa, các ngươi cần phải chờ cho đến sau khi chúng ta rời đi mới có thể sử dụng bồn tắm. Chúng nữ nghe được tin tức này, đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía 004, bên trong tràn ngập chờ mong và tò mò một nữ tử không nghiện được hiếu kỳ hỏi không không bốn đã được tu luyện rồi ư cúc một cẩm gật gật đầu cái gật đầu này lập tức làm chúng nữ càng thêm chờ mong vào tương lai của không không bốn một nữ tử khác hỏi vậy chúng ta phải chờ tới khi nào cúc một cẩm nghiêm túc trả lời nghi thức mở ra con đường tu luyện vô cùng rườm rà mỗi ngày chỉ có thể mở ra cho nhiều nhất là một người tu luyện mà chuyện này cũng làm chủ nhân có chút mệt nhọc ngài cần phải nghỉ ngơi đầy đủ sau mỗi lần như vậy nhưng mọi người không cần phải lo lắng trong vòng một tháng tất cả đều có thể bắt đầu tu luyện chúng nữ nghe được tin tức này vẻ mặt đều trở nên hưng phấn chờ mong và kích động các nàng biết thời cơ để mình bước vào tu tiên giới sẽ đến rất nhanh thôi cúc mục cẩm lại mở miệng dặn dò không không bốn đừng ăn quá no lúc này trong lòng kim xảo đang ngập tràn khẩn trương và hưng phấn những món đồ ăn tinh xảo cũng trở nên vô vị nàng nhanh chóng buông bát đổ xuống nàng hiểu rất rõ vì nghi thức tu luyện tối nay, mình cần phải giữ gìn thân thể thanh tịnh và mẫn cảm. Dùng cơm xong, Cúc Mục Cẩm và Triệu Linh Nhi lập tức dẫn theo Kim Sảo đi đến bên cạnh bồn tắm. Cả ba nàng đều cởi y phục trên người, bước xuống hồ dọc nước trượt từ trên thân thể các nàng xuống dưới, rơi vào hồ nước, làm giấy lên từng vòng gợn sóng. Gió nhẹ thổi qua, hơi nước trên mặt hồ nhẹ nhàng phiêu tán, giống như một tầng lụa mỏng, phủ lên, nhụm đẫm, khiến cho bóng dáng của các nàng càng thêm mê ly, ảo diệu trong hơi nước mờ mịt, da thịt các nàng lóe lên một tầng quang mang óng ánh, rực rỡ như trân châu. Kim xảo chỉ vào sợi chỉ màu đỏ thẫm trên bụng Triệu Linh Nhi, tò mò hỏi, Triệu tỷ tỷ, đây là cái gì? Triệu Linh Nhi dịu dàng cười nói, đây là ký hiệu, qua đêm nay, ngươi sẽ có. Kim xảo nghe câu trả lời này, trong lòng càng thêm hưng phấn và chờ mong. Nàng mở miệng suy đoán, chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu của tu tiên giả, cúc một cẩm nhẹ nhàng vuốt ve sợi chỉ đỏ trên bụng mình, thần bí nói, đây là thứ được chủ nhân dùng một loại phương pháp đặc thù lưu lại. Đối với chúng ta, nó chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với ngươi, nó lại là gốc rễ của chuyện tu hành. Ngươi phải nhớ kỹ, mỗi người trong ám đường đều có dấu hiệu này. Kim xảo tò mò tiến lại gần, tiếp tục truy vấn, rốt cuộc đây là cái gì, đây là huyết độc. Cúc mục cẩm nhẹ giọng giải thích. Đầu cơ. Kim xảo lộ vẻ giật mình. Độc thì sao? chúng ta là thành viên của ám đường, thăm dò tình báo và ám sát chính là chức trách của chúng ta, mà trong quá trình này, độc dược chính là thứ không thể thiếu được. Cúc một cẩm dịu dàng giải thích. Kim xảo có chút lo lắng nói, ta chỉ lo thứ này sẽ gây hại cho mình thôi. Sẽ không, tuyền cơ huyết độc có năng lực cắn nuốt ngũ hành chi độc, nó chính là loại hung mạnh nhất trong vạn độc. Nó vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể dùng để đối phó với địch nhân, chỉ khi trên người mang theo tuyền cơ huyết độc mới có thể tu luyện, huyết chu độc thủ. Trong mắt kim xảo lóe lên vẻ khát khao, nàng vội vàng hỏi, huyết chu độc thủ, kia rất lợi hại sao, đương nhiên là lợi hại, ta và Linh Nhi không có đồng tham con nhận, nhưng thi triển, huyết chu độc thủ, vẫn có uy lực cực lớn, huống chi trong tương lai ngươi sẽ dùng nhận độc làm đồng tham của mình, khi thi triển, huyết chu độc thủ, uy lực sẽ gia tăng gấp bội. Sau khi tắm rửa thật lâu, ba nữ tử đứng dậy, nhẹ nhàng mặc vào một bộ y phục trong suốt như lụa sa y mỏng như cánh ve dù thắt đai lưng lên cũng có cảm giác như chưa mặc gì được bộ sa y tô điểm dáng người của các nàng càng thêm thước tha động lòng người kim xảo kinh ngạc hỏi sao lại mặc như vậy được triệu linh nhi cười trả lời đừng lo chúng ta còn phải mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài nữa sau đó các nàng lại mặc thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình màu đen bên ngoài bộ sa y mỏng manh kia còn đội cả mũ trùng đầu tới hiện tại thân thể không chỉ bị che kín ngay cả khuôn mặt cũng không để lộ ra chúng ta đi thôi cúc mục cẩm nói âm thanh xuyên qua chiếc mũ truyền ra bên ngoài mang theo một chút cảm giác thần bí lúc này màn đêm đã buông xuống thiên trì phường đã bước vào thời gian giới nghiêm không cho phép đi lại không cho phép có bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng không cho phép mọi người tùy ý hành động trên thực tế ba nàng cũng không rời khỏi nhạc lâu chỉ đi tới một gian phòng nhỏ bên trong nhạc lâu. Gian phòng này ở dưới cầu thang, thoạt nhìn nó chẳng có tác dụng gì cả, chỉ giống như một gian mật thất bị phong bế. Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, mang đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh và an toàn. Ba người đứng trước một bức tường đá, vẻ mặt kim xảo đầy rẫy nghi hoặc. Triệu Linh Nhi lập tức thi triển một đạo pháp quyết màu đỏ đậm, hồng quang của pháp quyết lóe sáng trên bức tường đá, tạo nên một đường hoa văn quỷ dị sau đó bức tường đá chậm rãi chui xuống đất để lộ ra một thông đạo hắc ám triệu linh nhi phất tay trực tiếp châm những chậu lửa đã được bố trí sẵn ở hai bên thông đạo chiếu sáng những bậc thềm đá dẫn xuống bên dưới thông đạo ánh lửa chiếu rọi trên người bọn họ khiến cho bóng dáng của các nàng càng thêm thần bí mà xinh đẹp chúng ta đi xuống thôi cúc mục cẩm nói trong giọng nói để lộ ra một tia kiên định sau khi ba người tiến vào thông đạo bức tường đá bên trên lại chậm rãi trở về vị trí cũ ngăn cách bọn họ với bên ngoài thông đạo bên dưới rất dài lại cực kỳ ẩm ướt kim xảo có thể nghe được tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng dường như âm thanh ấy truyền đến từ đỉnh đầu bọn họ ở trên đỉnh đầu chúng ta là mương thoát nước của phường thị lúc trước khi chủ nhân xây dựng phường thị ngài đã lưu lại đoạn đường hầm này dù có cao thủ lợi hại hơn nữa dùng thần thức tới dò xét cũng không nghĩ tới chuyện bên dưới mương máng vẫn còn một đoạn đường ngầm nếu không phải lúc trước chủ nhân nói chuyện này với ta ta cũng không biết phía dưới nhạc lâu vẫn còn một con đường như vậy cúc mục cẩm cảm, cảm thán nói trong âm thanh có mang theo một tia kính nể chủ nhân và sư tôn luôn mưu tính sâu xa triệu linh nhi cũng mở miệng nói trong giọng nói để lộ ra một tia sùng kính ba người chậm rãi tiến vào một gian đại sảnh dưới lòng đất bầu không khí âm trầm lan tràn bên trong đại sảnh làm người khác không rét mà run nơi này có vẻ quỷ dị vô cùng chỉ có ánh đèn ảm đạm phản chiếu những hình bóng mờ mờ chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đá thật to đặt ngay trong đại sảnh dáng người hắn cao ngất ánh mắt thâm thúy toát ra khí tức uy nghiêm đại chiêu nghi không không đang đứng bên cạnh hắn trên người nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ xinh đẹp động lòng người nhưng trong hoàn cảnh âm trầm này nét đẹp của nàng có vẻ vô cùng khác biệt, thậm chí còn là cực kỳ bất thường. Kim xảo theo sát phía sau cúc mục cẩm và triệu linh nhi, đi đến trước mặt nam tử nọ. Nàng cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của nam tử kia, trong lòng không khỏi dâng lên một chút khẩn trương, lo lắng. Cúc mục cẩm và triệu linh nhi hành lễ với nam tử nọ, cung kính nói, bái kiến chủ thượng. Nam tử nọ khẽ gật đầu, ánh mắt hắn đầy thâm thúy mà lạnh lùng, dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi điều. Hắn chính là Lý Thủy Đạo, phường chủ của Thiên Trì Phường, cũng là số không của ám đường. Bắt đầu đi. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Cúc Mục Cẩm nói với Kim Sảo, 004, cởi áo ngoài ra, nằm lên giường đá. Kim Sảo có chút hồi hộp lập tức cởi áo khoác, bộ y phục bằng sa mỏng trên người nàng trong suốt như nước, khiến nàng vô cùng xấu hổ, không khỏi lấy tay che lấy thân thể, chỉ biết cúi gập đầu xuống. Cúc Mục cẩm lại hô, không không bốn, nằm lên giường đi. Tới tận lúc này, Kim Sảo mới ý thức được trong đại sảnh âm u hiện tại còn có một cái giường đá. Nhờ sự trợ giúp của Cúc Mục Cẩm và Triệu Linh Nhi, Kim Sảo đã nằm được lên chiếc giường đá kia, mà bản thân nàng cũng không biết mình đã làm như thế nào. Giường đá bóng loáng nhưng lạnh như băng, khiến Kim Sảo cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Nàng hoảng hốt há miệng thở hỗn hỉnh, cố gắng hết sức để nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, một tòa trận pháp thần bí lập lòe phát sáng trên chiếc giường đá, các gao hút lấy thân thể kim xảo, khiến nàng không thể động đậy được. Kim xảo hoảng sợ phát hiện, xung quanh chiếc giường đá này còn đặt bảy cái chậu đồng, trong chậu chứa đầy các loại độc trùng. Một chậu có vô số những con rết lít nha lít nhít, một chậu lại đựng đầy bọ cạp, một chậu khác là những con kiến màu đỏ không ngừng bò qua bò lại, kim xảo điên cuồng dãy dụa, nhưng thân thể đã bị lực lượng quỷ dị trên giường đá trói buộc đến không thể động đậy được thả lỏng đi đây là con đường duy nhất để ngươi có được tuyền cơ huyết độc sau khi nhận được nó rồi ngươi sẽ trở thành độc tu cường đại trong giọng nói của hạ nhược tuyết có mang theo một luồng lực lượng thần bí làm người ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại kim xảo không dãy dụa nữa thay vào đó nàng nằm yên lẳng lặng chờ vận mệnh của mình ập đến chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết lấy một cái hộp gỗ đen kịt từ trong túi trữ vật ra, mùi máu tanh nhàn nhạt từ trong hộp nhẹ nhàng bay ra ngoài. Nàng chậm rãi mở hộp, để lộ ra một viên đan dược màu máu. Đúng là Hóa huyết ma đan. Lý Thủy Đạo tiếp nhận viên đan dược ấy, lập tức bỏ vào trong miệng, sau khi nhai vào cái lại trực tiếp nuốt xuống dưới, thông qua khóe mắt, Kim Sảo nhìn thấy Cúc Mục Cẩm 002 và Triệu Linh Nhi 003 đã cởi bỏ áo khoác bộ y phục trên người hai nàng cũng giống như kim xảo đều là lộ mỏng hoàn toàn trong suốt đột nhiên trong lòng kim xảo lại xuất hiện một ý tưởng khác lạ chủ thượng của các nàng vốn là phường chủ của thiên trì phường cũng là nhân vật số không của ám đường theo lý hắn nên có rất nhiều thê thiếp mà có thể sinh ra duyên phận cùng hắn cũng là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với nàng ngay sau khi ý tưởng này lóe lên nó lập tức trở thành một loại khát vọng trực tiếp cắm rễ vào sâu trong nội tâm của Kim Sảo. Kim Sảo khát vọng được dựa vào tồn tại cường đại kia, được tận mắt chứng kiến hắn khống chế hết thảy mọi thứ bên ngoài, thậm chí còn hy vọng hắn có thể nắm chặt bản thân trong tay. Nàng đương nhiên phải phục tùng, phải hoàn toàn nghe lệnh, Kim Sảo cũng không hiểu vì sao trong lòng mình lại sinh ra một loại khát vọng như thế, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân nàng lại không thể ức chế được luồng tư tưởng vừa manh nha xuất hiện ấy. Có lẽ đây chính là bản tính hâm mộ người mạnh mẽ của nữ nhân, đúng vào lúc này, Triệu Linh Nhi đi tới bên cạnh Kim Sảo, Kim Sảo đang nằm trên giường đá, ngửa đầu nhìn chầm chầm vào đối phương cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng người thước tha và đôi mắt lãnh khốc của nàng ấy. Triệu Linh Nhi thô bạo nhét một cục thảo dược màu đen xì vào trong miệng kim xảo. Thảo dược lấp kín cái miệng của nàng, mùi thuốc tanh hôi nhanh chóng khuếch tán. Ban đầu Kim Sảo cảm thấy thứ này rất hôi, nhưng sau đó lại có cảm giác thơm ngát đến mê người. Trong bất tri bất giác, nàng bắt đầu hút lấy cục thảo dược đen xì này, nuốt thứ chất lỏng tràn ra từ bên trong xuống bụng, tựa như thứ chất lỏng của loại thảo dược ấy cũng ngọt ngào thuần chất như sương trời, thiên lộ. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi dơ một cái chậu đồng lên, trong chậu đầy kiến đỏ. Nàng ấy vừa lật chậu đồng, cả đống kiến đỏ bên trong đều rơi xuống người kim xảo. Kim xảo đang mặc bộ y phục bằng lụa mỏng trên người, những con kiến đỏ trực tiếp cắn nát y phục của nàng, điên cuồng rót nọc độc vào trong cơ thể nàng. Đau nhức kịch liệt ập tới, kim xảo không thể chịu nổi cơn đau đớn kịch liệt này, nó làm nàng điên cuồng run rẩy. Nàng muốn hét lên, nhưng khoang miệng đã bị thảo dược lấp kín, chỉ có thứ chất lỏng tràn ra từ trong thảo dược có thể làm cho nàng duy trì được một tia thanh minh. Sau đó, Triệu Linh Nhi lại dơ chậu đồng thứ hai lên, trong chậu chứa đầy bò cạp vô số những con bò cạp nhỏ rơi thẳng lên người kim xảo bộ y phục bằng lộ mỏng của nàng đã sớm bị cắn thủng trăm ngàn lỗ khiến cho độc châm của bọ cạp dễ dàng đâm vào làn da trắng như tuyết của nàng kim xảo mở to hai mắt đau đớn đến vặn vẹo tiếp đó là một chậu đầy rết đầy nguyễn trùng đầy nhện đầy giáp trùng cuối cùng là một chậu đựng đầy những con rắn độc màu đen to lớn chúng trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng cũng không biết đã có bao nhiêu con độc trùng tiến vào cơ thể mình. Đây chính là vạn độc tẩy lễ, phiên bản đơn giản của vạn độc xuyên tâm, các loại độc trùng không ngừng chém giết trên thân thể kim xảo, nọc độc, độc của chúng cũng lan rộng khắp người nàng, trực tiếp kích phát tiềm năng của nàng. Ngay tại khoảnh khắc kim xảo suy yếu, gần như không thể chịu đựng nổi nữa, một bàn tay chợt đỡ lấy vai nàng, còn tay kia giữ chặt cổ tay nàng một luồng lực lượng ấm áp mà mênh mông như hồng thủy nhanh chóng tràn vào trong cơ thể kim xảo. Nó bắt đầu từ đan điền, dọc theo vị trí của đan điền nằm trên bụng trực tiếp chạy ngược lên trên, đi khắp cơ thể. Luồng lực lượng này chính là tinh hoa của nguyên thủy huyết độc. Dưới tác dụng của nó, trong cơ thể kim xảo sẽ diễn sinh ra tuyền cơ huyết độc. Tuyền cơ huyết độc mới sinh cực kỳ yếu ớt, sẽ giống như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại một khoảng thời gian cực ngắn trong cơ thể Kim Xảo, nhưng dưới sự kích thích của vạn độc, tuyền cơ huyết độc sẽ nhanh chóng lớn mạnh, cho đến khi nó hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Kim Xảo, trở thành căn cơ tu luyện của nàng. Đây là tìm đường sống từ trong chỗ chết, theo quá trình tuyền cơ huyết độc không ngừng lớn mạnh, huyết dịch trong cơ thể Kim Xảo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn dĩ nó chỉ là một loại huyết dịch bình thường, lại dần dần xuất hiện một tia quang mang màu đỏ tươi phản phất như một loại lực lượng thần bí nào đó đang chảy xuôi trong máu. Lực lượng của độc huyết không ngừng tăng cường, nó như một dòng nước lũ thổi quét qua huyết mạch kim xảo, lại xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Tuyền cơ huyết độc, ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Kim xảo có thể sâu sắc cảm nhận được luồng lực lượng này. Mãi đến tận khi ấy, Lý Thủy Đạo vẫn không ngừng rót tinh hoa của nguyên thủy huyết độc vào. Trước đó, hắn đã ăn một viên, hóa huyết ma đan. Viên ma đan này đã cung cấp cho hắn một luồng lực lượng khí huyết cực kỳ dồi dào, liên miên không dứt, đến hiện giờ luồng khí huyết mênh mông ấy đều hóa thành tinh hoa, rót vào trong cơ thể kim xảo. Thân thể kim xảo càng ngày càng trở nên trong suốt, huyết mạch của nàng tản ra một luồng hồng mang chói mắt, phản phất như một dòng sông sinh mệnh mang theo lực lượng vô cùng vô tận chảy xuôi. Tới cuối cùng, tuyền cơ huyết độc, đã lớn mạnh, cũng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể kim xảo, rồi ngưng tụ bên dưới đan điền của nàng, trực tiếp biến thành một vệt màu đỏ bừng, nở rộ phía trên vùng bụng trắng nõn như ngọc, Lý Thủy Đạo lại đặt một quả trứng trùng trong suốt ống ánh lên lỗ rốn của kim xảo, sau đó dẫn theo hạ nhược tuyết và triệu linh nhi trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại hai sư đồ là kim xảo và cúc mục cẩm ở lại bên trong đại sảnh. Cúc mục cẩm đưa ngón tay tới, nhẹ nhàng đặt dưới mũi kim xảo, sau khi xác nhận được nhịp hô hấp của nàng đã trở nên vững vàng, trên mặt cúc mục cẩm cũng lộ ra một nụ cười vui mừng cái trứng nhện được đặt trên rốn của kim xảo bắt đầu hấp thu khí huyết của nàng cũng phát sinh ra một loại cảm ứng ăn khớp với thân thể nàng ở thời điểm kim xảo tỉnh lại một con nhện mới sinh màu đỏ tươi đang bò tới bò lui trên thân thể nàng sư phụ ta kim xảo trở mình ngồi dậy từ trên giường đá chợt phát hiện trên người mình chẳng có một chút không khỏe nào cả thậm chí còn có cảm giác cực kỳ thoải mái mặc áo khoác lên chúng ta rời đi thôi cúc mục cẩm nói kim sảo lập tức xoay người rời khỏi giường đá một con nhện nhỏ nhanh chân bò lên bàn tay nàng con nhện này kim sảo có chút hoang mang hỏi lúc này con nhện huyết hồng ấy đã bị ý thức của kim sảo khống chế hoàn toàn nàng muốn nó xuất hiện ở nơi nào nó sẽ xuất hiện ở nơi đó đây là đồng tham của ngươi ngươi phải giấu nó đi cũng giống như con dao găm của ngươi vậy cúc mục cẩm giải thích dù bộ y phục bằng sa mỏng của kim xảo đã bị độc trùng xé nát, nhưng đôi giày của nàng vẫn còn nguyên, thanh chủy thủ lúc trước vẫn được giấu ở trong giày. Nàng lập tức rút thanh chủy thủ ra, con nhện màu đỏ như máu linh hoặc bò lên chui đao, tựa như bên trên vốn được khảm một con nhện bằng bảo thạch từ trước rồi. Sau đó, kim xảo cắm thanh chủy thủ ấy vào trong giày, nhanh nhẹn khoác chiếc áo choàng màu đen lên người. Hai nàng cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, kim xảo có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng khí huyết tương tự như mình ở trên người cúc mục cẩm nàng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện hóa ra cả nàng và sư phụ đều có được tuyền cơ huyết độc chẳng lẽ sư phụ cũng thông qua phương thức tương tự để nhận được nó sao kim xảo hồi tưởng lại quá trình kinh khủng mình từng trải qua trên chiếc giường đá kia lực lượng cấm chế trói buộc khiến cho nàng không thể động đậy được lại có hàng vạn con độc trùng điên cùng gặm nhấm rồi chui sâu vào trong thân thể cùng với tinh hoa của nguyên thủy độc huyết đến từ số 0. Tất cả giống như một giấc mơ, nhưng cảm giác nóng rực trong bụng lại một mực nhắc nhở kim xảo, đây vốn không phải là mơ. Hiện giờ thân thể của nàng đã có được tuyền cơ huyết độc, và nó tuyệt đối không phải một thứ lực lượng tầm thường, 004 là người đầu tiên trong chính nữ tử đã có được đồng tham huyết tri chu cùng với tuyền cơ huyết độc. Từ hôm nay trở đi, nàng đã được coi là một nữ tu, còn là độc tu. Cúc Mục Cẩm cũng không vội đi dạy nàng công pháp, cứ chờ một đoạn thời gian nữa, để cho nàng thích ứng với lực lượng mình vừa mới có được lại dạy cũng chưa muộn. Tám nữ tử bên người đều gọi Kim Sảo là sư tỷ, khiến nàng có chút luống cúng không biết phải làm sao. Sư tỷ, đến cùng là đêm qua ngươi đã trở thành độc tu như thế nào? Không không năm mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy mơ ước hỏi. Không không bốn nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia mê mang và bất ổn bởi vì mãi cho đến lúc này chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đêm qua không không bốn vẫn sợ hãi tựa như bản thân vừa bừng tỉnh từ trong một cơn ác mộng chiếc giường đá giống như tế đàn bảy chiếc chậu đồng đựng đầy độc trùng xung quanh quá trình tra tấn như vạn độc xuyên tâm vào khoảnh khắc tinh hoa của nguyên thủy độc huyết dung nhập vào cơ thể toàn thân nàng lập tức dâng lên cảm giác đau đớn như bị xé rách ngay tại thời điểm nàng cho rằng bản thân không thể chịu đựng được nữa Đột nhiên một loại lực lượng kỳ dị nào đó tràn vào thân thể của nàng Sinh mệnh của nàng một lần nữa được đắp nặng lại Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung Phản phất như thân thể và linh hồn của nàng đều trải qua một lần lột xác vậy 004 tạm dừng lại một chút Trong đầu thoáng hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm đó Nhưng nàng thực sự không biết nên mở miệng như thế nào Đến cuối cùng chỉ có thể miễn cười nói với năm, Chờ đến lượt mình ngươi sẽ biết nhớ là lúc đó hãy thả lỏng một chút tuy ban đầu rất đau nhưng chỉ một chút thôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều đêm hôm đó không không năm được thông báo để tắm rửa sớm nàng cũng mặc một bộ y phục mỏng như cánh ve bên ngoài khoác thêm một chiếc áo trò màu đen rồi cùng với cúc một cẩm và triệu linh nhi tiến vào gian đại sảnh thần bí kia một tháng trôi qua cả chín nữ tử đều có được quyền cơ huyết độc cùng với đồng tham huyết tri chu cúc một cẩm bắt đầu truyền thụ đạo pháp cho các nàng Môn đạo Pháp, huyết chu độc thủ, này vốn được Lý Thủy Đạo sáng tạo ra, nhưng đương nhiên cũng không phải là trống rỗng sáng tạo ra. Nó vốn là môn công pháp được dung hợp từ, huyết thực độc trưởng, và, tri chu quỷ thủ, hoàn chỉnh, đã hoàn mỹ kết hợp được thủ đoạn của ba chiêu huyết độc và tri chu quỷ thủ, tạo nên một sản phẩm tổ hợp. Môn đạo Pháp này hung hiểm mà tàn nhẫn vô cùng, mỗi chiêu thức đánh ra đều ngập tràn huyết tinh và độc tính, là một môn công pháp cực kỳ đặc thù. Cúc Mục Cẩm kiên nhẫn dạy cho các nàng từng chiêu thức một, để các nàng quen thuộc và nắm giữ được phần tinh túy của môn đạo Pháp này. Chính nữ tử hết sức chăm chú học tập. Lực lượng của tuyền cơ độc huyết đang chảy xuôi trong thân thể của bọn họ, khiến cho quá trình lý giải và hấp thu đối với môn đạo Pháp này của bọn họ trở nên nhanh chóng hơn nhiều. Dưới sự chỉ đạo của Cúc Mục Cẩm, chiêu thức của các nàng càng ngày càng thuần thục. Mỗi một lần xuất ra trưởng thế đều mang theo độc khí huyết tinh, làm lòng người sinh ra hàng ý, nửa năm trôi qua, các nàng được phân phối đến các nơi bên trong thiên trì phường làm thị nữ, làm thị nữ để huấn luyện phương pháp ẩn tàng cũng như năng lực dò xét tình báo cho các nàng. Các nàng lợi dụng bí pháp truyền tin tức, tập hợp các loại tình báo sau đê báo cáo lên trên. Làm thị nữ, mỗi tháng các nàng chỉ có thể nhận được thù lao là 20 tiền ngọc, nhưng với tư cách là độc tu của ám đường, mỗi tháng các nàng lại có thể nhận được hai khối linh thạch thuộc tính kim làm thù lao nhờ vào nghi thức vạn độc xuyên tâm, không đến nửa năm, các nàng đều có được pháp lực, dùng dập tiến vào thông linh cảnh trung kỳ. Một năm sau, nhóm nữ tu thứ hai của ám đường đã đi tới thiên trì phường, nhóm này có tổng cộng là 12 người. Tuy chính nữ tu trước đó không quen biết 12 nữ tu mới tới này, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm ứng được tuyền cơ độc huyết trong cơ thể của nhau. Loại cảm ứng này bắt nguồn từ huyết mạch, chỉ cần tới gần sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, cảm ứng mãnh liệt nhất chính là số, không, cũng chính là phường chủ lý thủy đạo của thiên trì phường. Mỗi lần 004 tới gần số, không, huyết dịch của nàng sẽ không tự chủ được mà sôi trào lên, thậm chí còn không thể ức chế được khiến gương mặt trở nên ửng hồng, không thể ở lại bên cạnh hắn quá lâu, bởi vậy mỗi khi 004 đi đến báo cáo, nàng chỉ nói đơn giản với phường chủ xong là lập tức rời đi. Có một lần, thời gian 004 dừng lại ở trước mặt phường chủ quá lâu, thậm chí nàng còn chảy ra máu mũi đây là biểu hiện cho thấy huyết dịch đã chảy ngược dòng sau đó sư phụ cúc mục cẩm nói cho nàng biết chỉ khi bản thân hoàn toàn khống chế được tuyền cơ độc huyết trong cơ thể mới có thể bình thản đứng trước mặt số không mà không thất lễ bởi vì đối với tuyền cơ độc huyết nguyên thủy độc huyết luôn đứng ở vị thế cao nhất luôn nắm quyền điều khiển tuyệt đối nhất là với những nữ độc tu lấy tuyền cơ độc huyết là căn cơ đạo Pháp như các nàng. Số 0 là tồn tại không thể phản kháng trên quảng trường trung tâm của Thiên Trì Phường. Một con chim màu đen khổng lồ đang bay tới, lam hoa ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng chim. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím đen, tựa như một đóa sen màu đen tưng bừng nở rộ. Lý Thủy Đạo dẫn theo giám đông chấp sự chỉnh tề đứng trên quảng trường, nên đón lam hoa ảnh. Các chấp sự mặc áo màu đen, ánh mắt đầy nghiêm túc, thể hiện ra sự tôn kính và kính sợ đối với Lam Hoa Ảnh. Lý Thủy Đạo mặc một bộ y phục màu trắng đứng trước mặt mọi người, ông quyền nói, "Phường chủ Lý Thủy Đạo của Thiên Trì Phường dẫn theo chấp sự các đường, cung nghênh Lam tiên tử đại giá quang lâm." Đám chấp sự cùng đồng thanh nói, "Cung nghênh Lam tiên tử đại giá quang lâm." Lam Hoa Ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt nàng lóe lên một tia thâm thúy, khóe miệng khẽ mỉm cười. Con chim màu đen to lớn ở bên người nàng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng đã hóa thành một con chim nhỏ đậu trên bờ vai nàng. Lý Thủy Đạo mang theo nụ cười tươi đầy vẻ lấy lòng, lập tức mở miệng hỏi, Đại sư tỷ Đại Giá Quang Lâm đến Thiên Trì Phường là có chuyện gì sao? Mời người cứ nói, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Lam Hoa ảnh liếc nhìn Lý Thủy Đạo một cái thật sâu, trực tiếp cất giọng lạnh lùng mà ngạo nghễ nói, đi tới thư phòng của ngươi nói chuyện. Tuân mệnh. Lý Thủy Đạo cúi đầu ôm quyền thư phòng hiện tại của lý thủy đạo đã không còn là gian thư phòng nho nhỏ bên trong tòa thạch lâu đơn sơ ngày xưa nữa nó đã trở thành một tòa tiểu viện thanh tịnh xanh mướt nằm tại hậu viện của đại điện nghị sự trong phường thị bốn phía của tiểu viện có rất nhiều cây xanh râm mát hương hoa ngập tràn tựa như một phương thế ngoại đào nguyên lam hoa ảnh đi tới tiểu viện này ánh mắt quét qua hoàn cảnh chung quanh một vòng mới hài lòng gật đầu nơi đây xanh mát và yên tĩnh rất hợp với tâm ý của nàng đại sư tỷ mời vào trong lý thủy đạo cung kính mời lam hoa ảnh đi vào thư phòng lam hoa ảnh không chút khách khí đã bước lên ngồi ở ghế chủ vị dáng người cao quý thần sắc ngạo nghễ lý thủy đạo đứng một bên lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt hỏi đại sư tỷ đại giá quan lâm rốt cuộc là có chuyện gì xin ngài phân phó lam hoa ảnh trầm ngâm một lát mới lên tiếng lý thủy đạo ba năm trước lam gia ta đã cứu ngươi rời khỏi vạn độc thâm uyên là hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội, ngươi còn nhớ hay không? Lý Thủy Đạo cao giọng trả lời. Đại ân đại đức của đại sư tỷ, thuộc hạ trọn đời khó quên. Lam Hoa ảnh hài lòng gật gật đầu nói. Bây giờ có cơ hội để ngươi lập công, ngươi có sẵn lòng đi làm hay không? Lý Thủy Đạo lập tức trả lời. Thuộc hạ nguyện sông pha khói lửa, muôn chết không từ. Trong mắt Lam Hoa ảnh lóe lên một tia hàn quang, nàng nói, được. Chúng ta mới nhận được tin tức, Vân Mãn Sơn bên kia mới xuất hiện một kiện bảo vật. Tên là Long cốt thái tuế. Đây là một kiện tứ giai linh tài được thiên sinh địa dưỡng, Lam gia lão tổ ta nhất định phải có vật này. Nhưng chúng ta cũng không biết, đến cuối cùng, kiện Long cốt thái tuế kia đã rơi vào tay người phương nào rồi. Ta muốn ngươi đi Vân Mãn Sơn điều tra việc này. Lý Thủy Đạo nhíu mày nói, tra được tung tích của nó thì có thể làm gì đây? Bảo vật trân quý như vậy, hơn phân nửa là nằm trong tay vô tướng chân quân của vân mãn kiếm phái rồi làm hoa ảnh lắc lắc đầu trong mắt nàng để lộ ra một tia nghiền ngẫm sau đó nàng dùng ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía lý thủy đạo nói lý thủy đạo nói cho ta biết nếu ngươi nhặt được một món bảo vật rất có ích đối với chuyện tu hành của ngươi ngươi có thể nộp lên hay không nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha